Ngày 28 tháng 7, Công an huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Văn Đây, 25 tuổi và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 đối tượng: Trần Văn Tới, 26 tuổi, Trần Minh Đức, 22 tuổi, Võ Ngọc Phong, 26 tuổi, Trương Thành Nam, 18 tuổi, Hồ Hoàng Thái, 16 tuổi và Nguyễn Ngọc Huy, 16 tuổi, cùng ngụ xã Tân Thành, huyện Bình Tân để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo điều tra ban đầu, tối 30 tháng 6, Đây điều khiển xe máy chở theo bạn gái trên đường nông thôn tại xã Thành Đông, huyện Bình Tân thì xảy ra va chạm giao thông và đánh nhau với một thanh niên tại địa phương nên công an xã Thành Đông mời về làm việc. Ngay sau đó, bạn gái của Đây đã gọi điện thoại cho 6 người nêu trên rồi đến trụ sở công an la hét, chửi thề, đòi bảo lãnh cho Đây. Khi công an xã can ngăn, Đây cùng nhóm đối tượng này xô đẩy rồi dùng mũ bảo hiểm tấn công làm một công an viên bị thương. Sau khi gây sự, nhóm người này cùng rời khỏi trụ sở công an xã. Trước đó vào tháng 3, Đây bị Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp và Tòa án Nhân dân huyện Bình Tân tuyên phạt tổng cộng 18 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Nhưng Đây không chấp nhận mức án và đang làm đơn kháng cáo thì tiếp tục thực hiện hành vi nêu trên.